Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2020. Trong video này mình xin thông báo là hàng Rewind khoang DCD996, bắc vít DCF887, pin 20V 5A, sạc này kia đã về. Toàn bộ đều là hàng thị trường Mỹ nhập về. Thân máy Rewind DCD996 là cây khoang 3 chức năng thì sản xuất tại Mỹ. Cái bắc vít DCF887 cũng sản xuất tại Mỹ luôn. Riêng pin thì lát nữa mình sẽ coi cái thông số, nó là xe Malaysia mà đóng gói ở Mỹ. Rồi mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết trong video này. Rồi đầu tiên giới thiệu anh chị cây DCF887 ha, sản xuất tại Mỹ. Thiết kế nhỏ gọn nhưng mà lực rất là khỏe. Đây là cây bắc vít có thể chỉnh được 3 tốc độ tối đa 1, 2 và 3. Và nó có thể điều chỉnh tốc độ bằng cò. Rồi ví dụ như ở số 3 là nhanh nhất thì mình có thể chỉnh tốc độ trên cò được nữa. Ba cái nấc dưới đây là tốc độ tối đa được giới hạn. Như tốc 1 chậm nhất của nó nè. Ở ngoài ra có thể điều chỉnh bằng cò được. Tốc 2 nhanh hơn. Và tốc 3 nhanh nhất. Ba đèn led chiếu sáng rất là đẹp luôn. Rồi lướt sơ qua thông số kỹ thuật. Nó sử dụng đầu kẹp mua vít là 1/4 6.35mm ha. Có 3 tốc độ 1000, 2008 và 3250. Nhịp của búa khi mà cái đầu vít nó vào nó siết cứng lại thì cái búa nó bắt đầu nó gõ. Nó khác với cơ chế khoan. Rồi tốc độ búa nhanh nhất của nó là 3800 nhịp trong 1 phút. Rồi. Ở một số shop khác thì bán DCF887 sẽ rẻ hơn. Nhưng mà anh chị hãy thoải mái thôi, chỗ nào rẻ thì mình mua. Và mình sẽ quan tâm tới cái phần dịch vụ sau bán hàng cũng như là máy bên mình. Đây mà anh chị nghe tiếng máy nha, chúng ta có thể so sánh. Emro ha, tiếng máy nghe Emro, không có bị xè nhông gì hết. Đây cái đít dưới mà made in USA. Nhiều anh mình mua về mình hay quan tâm tới cái phần này. Nó động. Cái này bắt buộc nó phải làm có cái độ rơ để gắn pin vô nó dễ dàng mà không bị trật khớp cũng như là không bị gãy ngàm. Nó là bản chất cấu tạo của hãng. Rồi mình rất là welcome, rất là thoải mái. Mấy anh cứ việc tới mình trải nghiệm cái máy mới, coi nghe cái tiếng động cơ thế nào, rồi chính sách hậu mãi sau bán hàng như thế nào, rồi chúng ta hãy quyết định mua. Mình không so sánh về giá nha. Đây tốc 3 nhanh nhất DCF887. Rồi mình sẽ qua cây khoang DCD996. Đây là cây khoang Rewind, mã của nó là DCD996. Một cái dòng khoang mạnh nhất và huyền thoại cho tới thời điểm hiện tại bây giờ. Sắp tới nó ra cái mẫu mới, nhưng mà để mình nhập về coi nó có gì thay đổi hay không. Tới thời điểm hiện tại giờ cái DCD96 vẫn là cây khoang mạnh nhất trong dòng khoang pin của các hãng. Và nó đáp ứng tốt các công việc mình xây dựng dân dụng, hoặc là công việc gia đình thì nó quá dư sức rồi. Đầu kẹp khoang 13mm auto lock. Khi mà mình kẹp cái mũi khoan hoặc mũi vít thì anh chị lưu ý đuôi mũi đuôi lục giác thì phải để đúng ngàm nha, không nó sẽ bị trẹo. Và kẹp sát vô rồi thì mình chỉ cần lóc một lần thôi. Rồi chúng ta ngưng mà chúng ta hoạt động. 11 cấp độ bắc vít. 11 cấp độ bắc vít. Đây là cấp độ lực dùng cho bắc vít. Khi mà mình siết vít đến đúng cái lực của nó thì nó sẽ ngắt motor, không phải là trực nhông như thế hệ cũ. Đây là chức năng khoan và chức năng khoan có búa. Chức năng khoan này là khoan không búa, mình dùng để khoan gỗ, khoan sắt hoặc là khoan gạch men, tránh tình trạng men bị mẻ. Đây là chức năng khoan tường, lực búa nhịp ra liên tục trong cái quá trình mà đầu khoan nó xoay, để nó vỡ bụi xi măng, nó vỡ bụi đá hoặc là bê tông thì mình khoan sẽ nhanh hơn. Và phải sử dụng cái mũi khoan chịu được lực búa nha. Rồi tiếp theo đây là ba cấp chỉnh tốc độ, nó khác với trên đây.
Đây là chỉnh ba chức năng và cấp độ lực. Ở đây là ba cái tốc độ, 1, 2 và 3. 1 thì nó sẽ xoay chậm, 2 thì sẽ nhanh hơn, tốc độ tối đa, và 3. Khi mà chỉnh nó tốc độ nhanh tối đa thì mình có thể điều tiết cái tốc độ bằng cò, bóp nhẹ qua chậm, mạnh hơn thì qua nhanh. Nút đảo chiều đầu khoan để khoan hoặc là mở vít, khi mà khoan có búa. Máy này vẫn được sản xuất tại Mỹ nha, DCD996. Mình sẽ lướt qua về thông số kỹ thuật. Đầu kẹp khoan 1/2 inch, tức là 13 mm, nhưng mà mình sử dụng cái đối với khoan bê tông thì mình dùng mũi 10 ly trở lại. Khoan sắt cũng vậy, riêng khoan gỗ thì cái máy này lực rất mạnh, chúng ta có thể dùng đó để khắc bụng, ví dụ như là mũi 25-35, thoải mái. Rồi, nếu mà dùng chức năng khoan không búa thì ba tốc độ gồm có 450 vòng, 1.300 và 2.000 vòng một phút. Nếu mình dùng chức năng khoan có búa, dùng để khoan bê tông, khoan tường, khoan xi măng thì tốc độ xoay nó là 500 vòng, 1.500 và 2.250. Khi sử dụng chức năng này thì cái lực nhịp của búa là 8.600, 25.500 và 38.250 nhịp trong một phút. Nó nhịp liên tục để cái mũi khoan nó gõ vào vật liệu và nó sẽ vỡ ra, khoan sẽ rất là nhanh. Thân máy báo giá trong ngày hôm nay là 2.700.000, chưa bao gồm chi phí vận chuyển ha. Những nơi khác có thể bán sẽ rẻ hơn, nhưng mà anh chị có việc so sánh về cái chất lượng dịch vụ sau bán hàng và nghe thân máy nha. Đây mình chỉnh ở tốc độ búa và cấp 3 là tốc độ nhanh nhất của nó. Đó, máy êm ru. Khi mình bóp cò ở tốc độ xoay tối đa mà chúng ta nhả cò ra đột ngột hết cỡ á, thì nó sẽ nghe tiếng kịch kịch. Cái này là do đằng sau cái motor nó xoay với tốc nhanh, ở đằng trước này là cái đầu khoan nó nặng hơn, thì sau khi dừng đột ngột giống như là thắng gấp á, thì cái đầu trên đây quán tính của nó sẽ xoay tiếp, cái cốt đằng sau nó sẽ dừng lại, thì phát sinh ra cái tiếng kịch kịch. Nhưng mà không sao, mình bán đây 3 năm rồi vẫn không có bị tình trạng gì xảy ra. Anh chị nghe tiếng máy ha, rất êm. Rồi, tiếp theo sẽ là cục pin. Rồi, pin đa số trong cái lô này về là lỗi sản xuất tại Malaysia, nhưng mà đóng gói hoàn thiện sản phẩm ở Mỹ. Rồi mình xem nha, cell made in Malaysia, package assembly in USA with global material, tức là dùng cái vật liệu ở Mỹ và đóng gói tại Mỹ luôn. Cục pin 20V, dung lượng 5A, mình dùng cho máy khoan hoặc máy bóc vít đều được, miễn là chung một cái hãng điều quan Mỹ là chúng ta lắp vô được hết. Ngay cả việc khoan bắt vít bu lông mài này kia đều được, đừng có lấy hãng khác cắn vô thôi, hoặc là điều quanh nhái phát của Trung Quốc là không được. Rồi, vậy là mình giới thiệu với anh chị về sản phẩm điều quanh mới vừa về trong ngày hôm nay, cũng như báo giá đối với cây khoan ba chức năng DCD996 sản xuất tại Mỹ, thì thân máy là 2.700.000. Cái thân máy bắt vít điều quanh DCF887 giá là 2.300.000. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Rồi mấy anh cứ chúng ta cứ việc tham khảo giá cũng như là chính sách bán hàng ở các nơi khác. Khi đến mình thì mình sẽ rất là vui vẻ. Đồng thời chúng ta so sánh về cái chất lượng dịch vụ sau bán hàng và cái tiếng máy. Em ha. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Mọi nhu cầu anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hà Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.